22. Quân đội của chúng ta không phải người Trung Quốc. Bọn họ hiểu được làm thế nào để phục tùng mệnh lệnh, tôi hiểu. Nhưng mà từ trước tới nay, tôi vẫn luôn lo lắng. Nếu như Dư Bằng Trình cũng nhìn thấu điểm này, chủ động dẫn binh xuất thành, muốn quyết chiến thì sao? Đây là báo Thái Ngộ Sĩ 3 ngày trước. Tưởng Giới Thạch ở Cairo nói khoác là Đường Đức sẽ là bước ngoặt của chiến trường châu Á. Người Trung Quốc thích sĩ diện, lời nói của Tổng thống không thể không thực hiện. Cho dù Dư Bằng Trình muốn xuất thành quyết chiến, Tưởng Giới Thạch cũng sẽ không đồng ý. Lấy Đường Đức phân thành một khu, việc này sẽ làm cho Đặng Nguyên Di Sơn ra tay làm vậy. Anh Đặng Nguyên có dặn dò gì không? Thằng khốn, sao giờ mới tới? Tao đã tìm hiểu tình hình rõ ràng rồi. Chúng ta không thể để Đường Đức quá yên lặng, không thể để bách tính Đường Đức quá hy vọng. Chúng ta phải làm cho họ thất vọng, phải để cho họ tự náo loạn lên. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Lần trước tụi bay rải truyền đơn Thẩm gia hết lương thực rồi, bị lương thực giả của Thẩm Tương Lăng lừa rồi. Lần này chúng ta phải vạch trần âm mưu của cô ta, nói với bách tính Đường Đức rằng Thẩm gia sớm đã không còn lương thực nữa. Mầm độc của Đường Đức lập tức phát tác rồi. Nạn đói và chết chóc, hai cái này cùng tới một lúc, khủng bố lẫn nhau. Dây khúc bình yên của Đường Đức cuối cùng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hai người các người đi làm việc này, tất cả còn lại theo ta tới kho hàng. Dạ. Lần này ta muốn để Đường Đức đảo lộn một ngày. Tất cả có nghe rõ chưa? Nhà xưởng và gần tháp nước đã kiểm tra qua rồi, đều không có phát hiện đóng quân của Trung Quốc. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Lẽ nào kế hoạch của chúng ta có thiếu sót gì sao? Ta là gì? Cái ngu xuẩn này của người Trung Quốc mà đáng tiếc. Bọn họ đã lấy Đường Đức phân thành 5 khu, mà mỗi khu vực đều phải xây thành một cứ điểm đường hầm phía sau thành bị phá dỡ, bất luận từ địa lý môi trường hay điều kiện xây dựng. Nhìn thì cái kho hàng này là vị trí phòng thủ tốt nhất, nhưng mà bọn họ đã từ bỏ điểm ẩn nấp tốt nhất này. Nơi này nữa. Rất tốt. Bọn họ sẽ không bỏ qua hai điểm ẩn nấp tại khu vực này. Ừ, rất tốt. Quyền trưởng ngụy, ông gọi tôi tới gấp như vậy, có việc gì sao? Lúc nãy Bình An nhắc tới phương án rất hay, có thể gài bẫy gian tế Nhật Bản trà trộn vào thành. Hà Cảnh Quan, cậu lại nghĩ ra kế hoạch tốt nào nữa rồi? Lần trước cậu nhắc tôi để tất cả thành này chia ra 5 khu, mỗi khu vực thiết lập một cứ điểm. Một khi thành bị phá, 5 cứ điểm có địa hình lợi thế nhất, chúng ta tiến hành đáp trả. Điểm này chúng ta có thể nghĩ ra thì quân địch cũng có thể nghĩ ra. Vì vậy, Bình An đề xuất một phương án rất hay. Tương kế tụ kế, lợi dụng mấy điểm này để đánh lừa gián điệp Nhật Bản. Lợi dụng Ngụy Cửu Phong muốn dân an và muốn mau chóng quét sạch gián điệp, anh phải để Ngụy Cửu Phong đem thành Đường Đức chia thành 5 cứ điểm đóng chặt lại với nhau. Như vậy chúng ta lợi dụng 5 khu này không thuận lợi để hoàn thành kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Kế hoạch gì? Tôi sẽ hoàn toàn phá bỏ 5 khu vực này, sử dụng 5 cứ điểm tiềm ẩn này để phòng ngự, để nghênh đón ngài tướng quân của chúng ta, đáp ứng tình hình quân sự sau khi vào thành, hoàn toàn dẹp bỏ trở ngại. Đã rõ chưa? Chủ nhiệm Lưu, đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ kế sách của Hà Cảnh Quan thật là cao minh.
có thể để hành tung của người Nhật phán đoán đúng lúc như vậy. Tại sao tôi lại không nghĩ ra? Nếu không phải chủ nhiệm Lưu nhắc nhở để Đường Đức phân thành năm khu vực không thể kết nối được với nhau, tôi cũng tuyệt đối không nghĩ ra được chủ ý này. Chủ ý hay nhưng mà không khả thi. Tôi lúc trước nhắc tới để Đường Đức chia thành năm khu vực, đó là vì an ninh, phòng ngừa gian tế trà trộn. Nếu như bây giờ năm khu vực này làm thành cái bẫy, trật tự vừa mới được ổn định lại phải bị xáo trộn, vậy gián điệp có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát ra ngoài. Tôi cảm thấy tác dụng không lớn, mà còn lãng phí vật liệu chiến tranh quý giá. Không đâu. Anh xem, năm khu vực này phân ra làm khách sạn châu Á, kho hàng, khu chính phủ, lầu Tự Phúc, ngân hàng trung ương. Như vậy, khách sạn châu Á xảy ra chuyện không bao lâu. Khu chính phủ có cảnh sát ở đó, ngân hàng trung ương có quân lính ở đó, cho nên trong thời gian ngắn, kẻ địch không thể tập kích ba địa điểm này. Như vậy chỉ còn lại lầu Tự Phúc và kho hàng. Cho nên tôi kiến nghị với Ngụy trưởng quan, do tôi và Lưu chủ nhiệm mỗi người dẫn một đội chia nhau ở hai nơi phòng thủ chờ thỏ. Như vậy không ảnh hưởng tới trật tự vừa mới được ổn định, cũng không để gián điệp Nhật Bản có cơ hội tiến lên. Đã xin ý kiến cấp trên, Dư sư trưởng đã đồng ý kế hoạch hành động này của chúng ta rồi. Tôi nói mọi người đều nghe hết rồi phải không? Tiếng nổ tối qua âm thanh thực sự dọa chết người. Nghe nói đó là kho đạn của quân đội chúng ta. Phát nổ lần này toàn bộ thành bình địa rồi. Nghe nói còn làm chết mấy binh lính. Anh nói xem là ai làm? Ai làm sao? Còn có thể là ai nữa? Gián điệp Nhật Bản. Cái này không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi nghe nói kho lương thực của Thẩm gia đều trống hết rồi. Nói bậy, lần trước tôi tận mắt nhìn thấy lương thực chất đống đầy. Cái này mà anh cũng tin sao? Mọi người nghĩ mà xem, hôm đó tại sao không cho chúng ta vào kho lương, còn để cho người Thẩm gia chuyển lương thực ra ngoài? Nói thật cho mọi người biết, tôi quen người bên cạnh Thẩm Tương Năng, đó là Châu Tứ cô nương. Cô ấy nói kho lương của Thẩm gia sớm đã không còn rồi, là do Thẩm Tương Năng cố ý đem chút lương thực cuối cùng của Thẩm gia chuyển ra ngoài chất thành đóng, còn bên dưới toàn bộ là cỏ. Tôi dám nói, không dùng nổi hai ngày, một hạt gạo của Thẩm gia cũng không lấy ra được. Tới lúc đó mọi người cứ đợi chết đói đi. Tôi không tin. Lương thực của Thẩm gia rất nhiều, có thể trải đầy nửa cái thành Đường Đức. Hơn nữa cô ấy tại sao lừa chúng tôi? Không tin, không tin thì tôi dẫn anh đi xem. Được, đi xem, đi, đi xem đi. Đêm qua kho đạn bị nổ, người của chúng ta tại hiện trường chỉ bắt được một người là Hà Bình An. Nhưng mà Ngụy huyện trưởng và Dư sư trưởng đều tin hắn không phải gián điệp. Đương nhiên tôi cũng tin anh ta không phải gián điệp, nhưng mà tôi đồng thời cũng tin vào người của chúng tôi. Cho nên hành động quan trọng như vậy, tôi kiến nghị không nên để Hà Cảnh Quan nắm điều hành. Chủ nhiệm Lưu, anh có thể giữ ý kiến của riêng mình. Anh và Bình An đi bắt gián điệp Nhật Bản là mệnh lệnh của Dư sư trưởng. Anh cũng không đồng ý sao? Ý của tôi chỉ là do một mình tôi dẫn hai đội binh mã chia ra tại kho hàng và lầu Tụ Phúc đặt bẫy. Không được. Vấn đề là chúng ta không nắm rõ kẻ địch muốn tấn công mục tiêu nào. Huống hồ chúng ta chỉ có một ngày. Nếu như Hà Bình An là gián điệp, tôi chỉ nói là nếu như anh ta yêu cầu hành động trước là vì phối hợp với đồng đảng phá hoại kế hoạch thả mất gián điệp, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Lưu chủ nhiệm, không nên chỉ vì lý do của cá nhân anh mà anh ở đây trừng to mắt làm lỡ thời gian. Nếu chủ nhiệm Lưu không tin tôi, thì tôi có một cách để giải quyết. Có cách gì? Bốc thăm, quan đường. Anh coi hành động là trò chơi trẻ con sao? Quan đường, nhưng công bằng. Lưu chủ nhiệm đã không tin tôi, bất luận tôi chọn điểm nào, anh ta đều không yên tâm. Hay là cược một lần, không ai có thể quyết định được. Vậy thì để ông trời quyết định, chúng tôi, ai đi đâu, tôi không đồng ý. Quỹ viên trưởng lúc nãy vừa nói rồi, đây là trò chơi trẻ con. Được rồi. Bốc thăm. Tụ Phúc Lâu, thăm của Lưu Thế Minh. Kho hàng, thăm của Hà Bình An.
tôi muốn lương thực. Các vị đồng hương, các vị đồng hương, các vị đồng hương, xin hãy nghe tôi nói, lương thực này không thể lấy. Đây là cho mọi người chúng ta, lương thực cứu mạng người đó. Nói láo, cái gì mà lương thực cứu mạng người? Thẩm gia đã không còn lương thực nữa rồi. Không còn lương thực, sao anh lại nói như vậy được chứ? Hôm qua các chị đều nhìn thấy, lương thực của Thẩm gia đều chất đầy kho, chất đóng cao. Mọi người về đi, chúng ta không thể nghe lời xúi dục. Nếu như bên trong thật là có lương thực, vậy tại sao các ông không dám mở cửa kho để chúng tôi tận mắt nhìn thấy? Không phải tôi nói rồi sao, lương thực chất đóng cao, tôi mở cửa một cái, lương thực đổ xuống sẽ hỏng mất. Về đi, đừng nghe lời ông ta nói. Chúng ta xông vào, xông lên, xông lên. Không thể lấy, không thể lấy được. Vị tiểu thư, cô mau về xem đi. Hết rồi. Có chuyện gì? Sao gấp vậy? Trong nhà xảy ra việc rồi. Không biết ai kích động dân bị nạn, đập phá kho lương, ép tiểu thư giao lương thực ra. Kho lương thực là cái bao cô nhét cỏ vào, làm lương thực giả sao? Anh biết sớm muộn cũng xảy ra chuyện, nhưng lại đúng lúc này. Anh đừng lo cho em, em có thể ứng phó được. Anh bây giờ phải nắm chắc thời gian, bắt được nội gián. Đi nhanh lên đi. Em nhìn anh kìa, trước khi chưa quen biết anh, việc từng trải qua rất nhiều. Anh không phải cũng nói rồi sao? Thà đắc tội với Ngụy Cửu Phong chứ không đắc tội với Thẩm Tương Lăng. Đưa súng cho anh. Lấy cái này hù bọn họ. Cẩn thận một chút. Hà đại ca, anh yên tâm, còn có tôi mà. Anh cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như hành động thuận lợi, buổi tối anh sẽ tới tìm em. Đi đi. Tiểu thư, người này sao mà thấy quen quá. Anh ta chỉ là cảnh sát thôi. Lỡ như có một ngày tôi gặp chuyện bất trắc, cống hiến của anh sẽ giống như tuyết rơi bay khắp trời trên thành đường Đức. Tới lúc đó, người giống như con chuột qua đường bị người người kêu nhau đánh, người hiểu không? Rưu chủ nhiệm, sao người tới đây? Hiện tại tôi không thể mở cửa được. Phụng mệnh hành sự, bắt giang tế. Bà chủ Phượng, gần đây có người lạ nào tới không? Không có. Không có sao? Không có. Từ ngày thành đường Đức bị bao vây, trong thành này chỉ có người ra chứ không có người vào. Ở đây làm gì có khách? Giả lại tôi mới về đây được mấy ngày, quán của tôi vẫn chưa mở cửa. Không có dân tị nạn nào tới ăn cơm sao? Bọn họ... Ngụy thị trưởng không phải từ sớm đã xuống lệnh cấm vì kế hoạch năm khu vực trong thành, tất cả nhân viên không được tùy tiện đi lại sao? Cũng là ông ấy nên tôi đến đây. Lưu chủ nhiệm, đã kiểm tra dưới hầm rồi, không có gì hết. Lưu chủ nhiệm, kiểm tra phía sau rồi, cũng không thấy gì hết. Lưu chủ nhiệm, đã kiểm tra phòng thu chi, không thấy gì hết. Lưu chủ nhiệm, ở trong thành đường Đức đều biết Ngụy thị trưởng rảnh rỗi thích lại đây. Coi như ở đây có gián điệp, hắn cũng không dám ở lầu tụ phúc.
Bà chủ Phượng, chú ý sức khỏe vào. Làm phiền rồi. Hay là cược một lần, không ai làm chủ được, để ông trời quyết định chúng ta ai đi đâu. Tôi không đồng ý. Quỷ viên trưởng lúc nãy vừa nói rồi, đây là trò chơi trẻ con. Được rồi, bốc thăm. Tụ Phúc Lâu, lại để anh ta đánh trúng rồi. Lưu Tam, anh đừng xuống sớm. Nhớ lấy, nhưng lúc tôi đi vào, đang lúc nói chuyện với họ, anh từ cửa sau đi vào, nhất định bảo vệ tốt cho tiểu thiếu gia. Tiểu thư, tôi nhớ ra rồi. Cảnh sát lúc nãy chính là người đã giết đại thiếu gia. Không thể nào. Anh có thể đã nhận nhầm người rồi. Anh ta tên là Hà Bình An, chỉ là một tên cảnh sát cỏn con. Tôi không sai đâu. Quá thành tro, tôi cũng nhận ra anh ta. Lúc ban đầu tôi vẫn chưa nhớ ra. Vừa rồi anh ta nạp đạn cho cô. Chính là anh ấy. Động tác cầm súng của anh ta, tới chết tôi cũng không quên được. Đi. Anh Đặng Nguyên, Hà Bình An dẫn người tới rồi. Hà Bình An, đúng. Vậy mà để hắn tìm ra rồi. Tiểu thư Lưu Tam, anh nhất định là nhận nhầm người rồi. Không nhầm, chính là hắn. Một súng bắn chết đại thiếu gia. Cách bắn súng của hắn quá chuẩn. Tôi đã nhắm chuẩn rồi. Cô chỉ cần từ từ bóp cò thôi, không cần dùng sức. Chỉ cần đạn bắn ra, tự khắc sẽ trúng đích. Tập trung tinh thần, điều chỉnh hơi thở, nhịp tim chậm lại. Tiểu thư, cô không thể xuống, nguy hiểm lắm. Buông tôi ra. Tôi phải xem ai dám lấy lương thực của Thẩm gia chúng tôi. Ai dám ở Thẩm gia làm loạn, tôi bảo đảm các người không thấy được một hạt gạo. Các người không phải tìm tôi đòi lương thực sao? Được, tôi để mọi người xem lương thực rốt cuộc là ở đâu. Nhìn thấy chưa? Từ khi đường đứt bị bao dây, người của chính phủ, người của quân đội, còn có các người, những người chưa ăn này, người nào không mượn gạo của Thẩm gia chúng tôi? Cho tới bây giờ Thẩm gia lấy đi một đồng nào của mấy người chưa? Lấy đi một hạt gạo lương thực của mấy người chưa? Lâu như vậy rồi, Thẩm gia có tích góp lương thực thành núi, cũng sớm bị mấy người ăn hết rồi. Tiệm gạo trong thành Đường Đức này cũng như vậy, giặc ngoại xâm tới đều chạy hết rồi. Chỉ có Thẩm gia không chạy, phát lương thực cứu dân bị nạn. Lương tâm mấy người tự ngẫm nghĩ xem, nếu không có Thẩm gia, các người còn ai có thể sống tới hôm nay? Thẩm gia không phải là nơi cứu tế, đương nhiên cũng không trông chờ các người ghi nhớ ân đức của Thẩm gia. Nhưng mà tai nạn đến nơi, mọi người đều là người cùng thuyền, chỉ có thể đồng tâm hiệp lực,
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người ăn ít lại một chút, chờ quân viện trợ tới, mọi người đều vẫn có thể sống sót. Nếu không, mọi người đều sẽ chết hết. Thẩm gia hết lương thực rồi, thật là hết rồi. Chúng ta có thể làm gì đây? Thẩm gia hết lương thực thật rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người không thể đi. Ai biết được người Nhật lúc nào đánh đến? Cô ấy muốn chúng ta chết đói. Hôm nay ngụy thị trưởng tới, nhà họ rõ ràng có lương thực, nhưng mà bây giờ chúng ta tới đòi lương thực, cô ấy lại nói không có. Cô ấy muốn chúng ta chết đói. Chúng ta quyết không đi. Chúng ta bắt họ giao lương thực ra. Bắt họ giao lương thực ra. Đúng, giao lương thực, giao lương thực. Được, tôi giao lương thực. Ẩn náu. Lương thực tôi đã giao ra rồi. Nhưng mà ai có thể nắm đầu được người vừa nãy trốn bên trong nói chuyện, thì tôi sẽ phát gạo cho người đó đầu tiên. Tiểu thư, chính là anh ta, ra đây. Mọi người nghe tôi nói chuyện. Do chiến tranh loạn lạc, nếu không có lương thực, chúng ta điều trụ không nổi. Chúng ta phải ép cô ta giao lương thực ra. Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy số lương thực này rồi. Cho dù tất cả có chết, ai lấy được thì là của người đó. Tiến lên. Tôi xem ai dám lấy. Các người đừng quên, ngụy thị trưởng từng hạ lệnh ở đường Đức, người kích động giành nhau, xử lý theo như gian tế Nhật Bản, có thể bắn chết ngay tại chỗ. Ai muốn giống như anh ta thì thử xem. Tôi, Thẩm Tương Lăng, quyết không lưu tình. Mọi người nghe rõ cho tôi. Ai muốn có lương thực ăn thì phải nghe theo lời Thẩm Tương Lăng tôi. Có chuyện gì vậy? Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người các người đều phải cùng Châu Tứ học bắn súng. Có thể bắn trúng một tấm bia thì có thể ăn một bữa cơm. Nếu là không bắn trúng thì xin lỗi. Chính là ông trời muốn các người chết đói. Đây là công đạo của tôi. Vậy không được. Không thể người nào cũng đều học bắn súng. Đàn ông thì được, người già trẻ nhỏ làm sao được. Tôi cũng giống như mọi người. Bắt đầu từ bây giờ, nếu bắn không trúng tấm bia, tôi cũng không ăn cơm. Không được, cô giống dĩ đã biết bắn súng. Tử Văn, lại đây. Chị, em sợ. Em phải học dũng cảm. Em không phải muốn học bắn súng sao? Cầm súng. Nhắm vào điểm màu đỏ trên tấm bia. Nhắm chuẩn. Nhịp tim đừng loạn. Nổ súng. Chị, em bắn trúng rồi. Em bắn trúng rồi. Tử Văn, tiểu thiếu gia,
Châu Tứ, đi bệnh viện. Bác sĩ, mau cứu người. Ông xem thiếu gia nhà tôi bị làm sao rồi. Ông xem nhanh lên, xem giúp tôi đi. Đừng cử động. Cái này là bị làm sao vậy bác sĩ? Nhập viện trước đi. Bác sĩ, có nghiêm trọng không? Giống với mấy người này đều là trúng độc. Trúng độc? Trúng độc là độc gì? Bắt đầu sáng sớm hôm nay đã có hơn 10 người bệnh nhập viện. Chúng tôi đã làm xét nghiệm, phát hiện máu của họ đều có một loại độc tố không rõ. Tình trạng giống như em cô, mụn đỏ, đau bụng, chóng mặt. Bác sĩ, tôi cầu xin cô nhất định phải cứu lấy em tôi. Cô muốn tôi làm gì cũng được. Được không? Làm ơn đi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ tận lực hết mình. 1 2 3. Vừa may có 3 tuyến đường phòng vệ. Người Trung Quốc đối với con số cũng là loại quan đường mà lại cố chấp mê tín. Không quá 3 việc. Bọn họ ở đường Đức, quân phòng thủ vốn là không nhiều, vẫn muốn đi dạo quanh 3 tuyến đường phòng vệ, phân bổ ở mỗi tuyến một đường binh lực. Đây thật là tự mình lộ ra điểm yếu. Bệ hạ, xem ra vẫn không toàn bộ hiểu rõ người Trung Quốc rồi. Dư bằng trình, chia thành tớp nhỏ, phân bổ bố trí, kỳ thực là có mục đích, không hề chống đỡ ngoại thành, mà là mức độ lớn hơn, ngăn cản chúng ta lúc tiến vào đường Đức. Vậy ngài đã xem thấu đáo, tại sao không cấp tốc nắm lấy đường Đức, tấn công 3 tuyến đường phòng vệ? Tôi đang chờ cơ hội tốt nhất. Đến lúc đó, tôi sẽ một lần chọc thủng tất cả bố trí canh phòng của chúng, phá hủy triệt để ý chí phòng ngự của đội quân đường Đức. Tôi bây giờ đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Báo cáo. Ngài tướng quân, tất cả pháo đã tập kết hoàn tất, đang chờ mệnh lệnh. Gió đông đến rồi. Mệnh lệnh, toàn bộ ra quân. Đội trưởng, quả lực của địch rất mạnh, không chống nổi nữa rồi, rút thôi. Không được, đã có lệnh, có chết cũng không được rút. Dân, Dư Bằng Trình có phòng ngự lớp lớp, tiếc là không chịu nổi một trận. Chỉ cần chúng ta phá được 3 tuyến đường phòng vệ, chúng ta có thể ép binh lính đường Đức tranh thủ trong 24 giờ đánh vào trong thành. Mong rằng gió đông trong thành đường Đức lúc này, Đằng Nguyên cũng đã vì tướng quân mà chuẩn bị ổn thỏa. Báo cáo sư trưởng, liên đội trưởng đã hy sinh, hơn một nửa thương vong, khó mà giữ vững. Chống không nổi rồi. Quả lực của người Nhật lợi thế quá lớn. Nếu như tiếp tục giữ vững mặt trận, chỉ có thể để binh lính của chúng ta hy sinh vô nghĩa. Đường Đức là một trận đánh lâu dài, nhiệm vụ cấp bách là bảo tồn thực lực. Tướng quân, họ chuẩn bị rút quân rồi. Để họ rút quân đi, để họ mang cảm giác sợ hãi chết chóc về thành. Đường Đức lúc này, điện hạ, cũng chính là lúc chất độc bộc phát. Chúng ta đi chuẩn bị cho tốt. Cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. Sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, đỡ tôi ngồi dậy. Đây là vật lưu lại của đội trưởng chúng tôi.
Anh ấy chết cũng không lùi về sau. Vất vả rồi, dưỡng thương cho tốt nhé. Sư đoàn trưởng, liệu giải bên trong thô sơ hay là cấp tốc đưa mọi người về doanh trại hoặc là bệnh viện tiện cho bác sĩ chăm sóc? Quân đội vừa mới bị lây nhiễm độc bệnh, lại lây lan hầu hết các binh lính bị thương, sợ hãi và bi quan này làm cho dịch bệnh lan truyền rất nhanh. Báo cáo sư đoàn trưởng, trong thành xuất hiện hàng loạt vụ trúng độc, người nghi ngờ bị lây nhiễm đã được chuyển tới bệnh viện. Hỏng rồi. Anh không thể vào. Để chúng tôi vào. Dư sư trưởng, tình hình nguy hiểm, người nào cũng không thể đi vào khu vực cách ly, bao gồm cả anh. Tình hình bây giờ sao rồi? Virus độc tố đang phát triển nhanh hơn dự kiến. Chỉ mới bắt đầu sáng nay mà đã có hơn 30 mấy ca bị bệnh. Binh lính có, dân thường có. Xem ra bệnh này đã phát tán trên diện rộng. Vaccine ngừa bệnh của các người đâu? Chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Với kinh nghiệm và trang thiết bị hiện nay, rất khó pha chế thành công. Không có vaccine. Vậy phương án phòng ngừa ngăn chặn phát tán có chứ? Con đường phát tán dịch bệnh tạm thời vẫn chưa rõ. Tạm thời chỉ có thể áp dụng biện pháp cách ly với người bệnh. Ngoài việc này ra, cũng chính là nói binh lính của tôi chỉ có thể chờ chết. Tôi kiến nghị nhanh chóng chuyển về khu vực gần Trường Sa, tới bệnh viện lớn có điều kiện tốt hơn để điều trị. Báo cáo sư trưởng, tham mưu trưởng, điện thoại gấp từ Trường Sa. Nói đi, liên quan tới tình hình dịch bệnh. Bởi vì bệnh viện chúng tôi không có loại ghi chép như vậy, cũng không biết bản chất cụ thể của dịch bệnh, vì vậy không thể pha chế vaccine. Hy vọng Đường Đức nhanh chóng tìm cách khác, không nên làm chậm trễ tình hình dịch bệnh, tìm cách khác. Còn có cách nào sao? Không còn chỗ nào để cầu cứu. Kiều Kiều, sư phụ, không phải em chết rồi sao? Em không chết. Sư phụ, em trở về rồi. Em đi đâu vậy? Em có biết là sư phụ lo lắng muốn chết không? Em đi đâu vậy? Em không phải bị tên họ Hà giết chết rồi sao? Hà Bình An không có giết em, anh ta cứu em. Anh ta tự làm tổn thương chính mình. Anh ta cứu em sao? Không thể nào. Anh chính mắt nhìn thấy anh ta xuống dao với em. Anh ta làm sao có thể cứu em được? Đúng vậy, anh ta cứu em. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt. Kiều muội muội của ta đang ở đâu rồi? Kiều Kiều, đây không phải nơi mà em nên ở. Em mau đi đi. Đi mau. Em gái, em không có chết. Như vậy là tốt quá rồi. Cô là nội ứng cùng một hội với Hà Bình An. Quýt nhanh lên. Sư phụ, em không phải nội ứng. Mấy lời vô dụng này, em đừng nói với tôi. Đi, đi mau. Sư phụ, em không phải nội ứng. Tôi nói lại lần nữa, cô không phải là đồ đệ của tôi. Tôi cũng không phải sư phụ cô. Cô quýt đi cho tôi. Này anh em, cái này là anh không đúng. Em Kiều của tôi mới quay về, anh nói quýt là quýt sao? Em gái, đừng có trách sự nông cạn của cậu ấy. Đi, đi với ta đi. Em gái, ngồi đây, ngồi đi, ngồi nhanh. Anh xem, tôi quên mất. Anh là chủ nhà mà. Anh nên ngồi đây. Lại đây, quy củ không thể phá vỡ. Không thì tôi không biết bàn giao sao với người Nhật nữa. Em gái, em trở về. Vậy thì đừng đi nữa. Tôi trở về chỉ muốn cầu xin mọi người một việc. Là chuyện gì? Giúp tôi cứu người. Cứu người. Cứu tiểu hầu tử. Tiểu... tiểu hầu tử sao? Nó là con trai của Hà Bình An. Người Nhật bắt nó đi rồi. Tôi cầu xin các anh. Cầu xin các anh cứu lấy nó. Vẫn còn nó không phải vì Hà Bình An mà tới.
Sư phụ, Hà Bình An từng cứu tôi, tôi cũng nợ anh ta. Anh ta giao con trai cho tôi, nhưng mà Tiểu hậu tử bị người Nhật bắt rồi. Nếu như không cứu được Tiểu hậu tử trở về, tôi, họ Hà kia cho cô uống thuốc mê gì? Mau quýt đi, là anh quýt. Tôi không cho phép anh nói như vậy với em gái tôi. Em gái, người có thể cứu, nhưng tôi sẽ được cái gì? Ông nói đi. Cái này. Nói. Cô làm vợ tôi. Tôi đồng ý. Đồng ý sao? Quyết không hối hận. Cô ấy đồng ý rồi. Cô ấy là đồ đệ tôi. Hôn nhân của cô ấy, tôi nói là được. Tôi nói là được sao? Tôi nói anh biết, Hải Đông Thăng, anh có thể ngồi lên được cái ghế này chỉ là cho có nghĩa. Anh muốn ngăn cản hôn sự của tôi vẫn trừng phạt anh như thường. Quyết định như vậy đi. Tôi đi sắp xếp. Sắp xếp xong, chúng ta bái đường. Chào cô. Phiền cô giúp tôi kiểm tra một chút. Một bệnh nhân tên là Thẩm Tương Lăng. Thẩm Tương Lăng mới vào sáng nay. Có người này, nhưng bây giờ anh không thể vào gặp được. Tại sao? Bởi vì hiện tại vẫn chưa xác định dịch bệnh có truyền từ người sang người hay không. Bất cứ ai bị phát bệnh đều phải cách ly, không được tiếp xúc với ai hết. Tôi chỉ muốn gặp mặt. Hãy để tôi nhìn cô ấy một cái. Không được, đây là quy định của bệnh viện. Hà Bình An, tôi đánh chết anh. Anh làm gì vậy? Tôi đánh chết anh, báo thù cho đại thiếu gia Thẩm gia. Anh nói cái gì? Nói cái gì mà báo thù cho đại thiếu gia Thẩm gia? Tôi nói cho anh biết, 9 năm trước, lúc Thẩm đại thiếu gia nhận chức chỉ huy quân đội quốc gia, bị một người bắn chết. Người bắn chết anh ấy chính là anh. Họ Hà kia, năm đó anh bắn chết đại thiếu gia chúng tôi. Hôm nay vẫn còn lừa dối tiểu thư chúng tôi. Trái tim của anh là gì? Không cần nói nữa, tôi nhớ ra rồi. 9 năm trước, tôi ở đường Đức giết chết một chỉ huy quân đội quốc gia. Anh ấy chính là đại thiếu gia Thẩm gia, là anh trai của Thẩm tiểu thư. Tôi hôm nay phải đánh chết anh, báo thù cho đại thiếu gia. Dừng tay. Hà lão đầu, người nào đánh? Chính là anh ta. Anh ta hành hung trong bệnh viện. Đứng lại, đừng đuổi theo. Tôi không sao. Hà lão đầu, anh ta lúc nãy muốn đánh anh. Mạng này của tôi vốn là nợ anh ta. Nợ anh ta sao? Mệnh. Tất cả đều là mệnh. Vì tên họ Hà kia, em nguyện gả cho tên hỗn Giang Long. Em là vì cứu Tiểu hậu tử. Tiểu hậu tử là con trai của Hà Bình An. Còn nói không phải vì hắn sao? Sư phụ, thật ra em và Hà Bình An, em không cần nói nữa. Tôi muốn giết hỗn Giang Long. Người nói gì? Sơn trại trước giờ, tôi như người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tuy rằng có tiểu tử người Nhật chống lưng, nhưng người toàn sơn trại đều nghe lời hỗn Giang Long. Giết chết hắn. Giết hắn rồi, chúng ta mới có những ngày tháng tốt đẹp. Em nhất định phải giúp tôi giết hắn. Em làm sao giết được hắn? Đừng sợ, có sư phụ đây. Chị, em sợ. Sợ cái gì? Không phải chị đang bên cạnh em sao? Không sao. Chờ em chết rồi, có phải bị ném vào trong lò thiêu đó đúng không? Ai nói em sẽ chết? Em sẽ không chết, đừng nghĩ bậy. Tại sao không chết?
cùng một chỗ với người ta, cảnh sát đó đều chết hết rồi. Đó là vì họ không tiếp tục kiên trì. Không có kiên trì sao? Tin tưởng chị, chỉ cần kiên trì, đợi quân cứu viện tới thì sẽ có bác sĩ tốt tới chữa bệnh cho em. Tới lúc đó em khỏe lại, vậy quân cứu viện khi nào thì tới? Nhanh thôi, rất nhanh sẽ tới. Nếu họ không tới, em sẽ chết. Vẫn là bị ném vào trong lò thiêu, bị đốt. Nói với em bao nhiêu lần rồi, không được nói những lời như vậy. Em sẽ không chết, nhớ chưa? Đây là vật hộ thân của Thẩm gia chúng ta. Em cầm lấy nó thì sẽ không có chuyện gì hết. Giữ tốt nó. Cái này không phải là cha cho chị trị bệnh tim hay sao? Cũng có thể trị bệnh này sao? Có thể. Chị lừa em. Vật gia truyền này em không cần. Nó cứu không nổi chúng ta. Hà đại ca tại sao không tới? Hà đại ca nhất định có cách cứu chúng ta.